Xin chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị yêu hoa trà trên toàn cả nước. Em vườn hoa trà Tam Đảo hôm nay sẽ lên chia sẻ mọi người cách nhân giống, nhân hom cây hoa trà. Thì hôm nay thì là một ngày, hôm nay là ngày 20 của tháng 3. Thì là ngày không phải là ngày cắt làm nhưng mà em đã làm thành công. Thì hôm nay em sẽ quay lại cái video để hướng dẫn mọi người nhân hoa trà để thành công tuyệt đối 100%. Thì phương pháp chọn là chúng ta sẽ chọn cành dâm hom. Cành dâm hom là ví dụ như đây, các bác có thể nhìn thấy đây là một cây trà bạch này. Đây là một cây trà bạch nhá. Thì nhân hom chúng ta sẽ cắt những cái hom là những cái đầu lọ ngọn như thế này. Đầu ngọn như này là chúng ta sẽ dâm hom này. Chúng ta sẽ chọn ít nhất là cây có 3 lá, 1, 2, 3 lá và chúng ta cắt ở điểm này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm, tiếp theo chúng ta sẽ đưa vào nhà màng. Nhà màng thì em sẽ quay cái nhà màng của em đây cho các mọi người. Đây em mở nhà màng cho mọi người cùng tham khảo và đến khu vực nhà màng để cho mọi người cùng xem. Cắt đồng loạt nha mọi người nhé, cắt được 3 lá và cây phải là cái lại cái lá, cái mầm này chưa được bung lọc. Nếu bung lọc như này rồi thì cây sẽ bị hỏng. Nên là giữa hai phương pháp đó là cắt thì chúng ta cắt những cây mà chưa bung lọc và để lại những cây mà đã bung lọc này rồi thì nó nuôi dài ra. Chúng ta toàn bộ cắt được toàn bộ những cái bơ cây chưa bung lọc cắt từ đây. Đấy, và sau đó thì ở đây nó sẽ có những cái mầm ở đây. Nó sẽ nảy ra các bác nhá, đây nhá. Đây nó sẽ có mầm này, đây này các bác có thể nhìn thấy em lấy nét cao này. Đây nó sẽ có mầm để nó nảy. Đấy các bác có thể nhìn thấy nha, đây có mầm này nảy này. Và đây cũng có mầm ở trên này nảy. Và ngoài các kẽ này ra thì nó còn rất nhiều mầm này nảy nữa. Nên là nó còn mắt ngủ để nó nảy. Đấy, em sẽ tiếp tục đến phần thứ hai. Sau khi cắt chúng ta sẽ chuyển sang dâm cành. Dâm hom. Giới thiệu với các bác đây là khu vực ươm hom. Đây là khu vực ươm hom của nhà em. Khu vực này thì là được giải dưới là nền cát. Dưới là nền cát này. Xung quanh thì căng ni lông để tránh mưa và tạo độ ẩm cho cây. Giả này thì em đang khai thác để lấy ra để trồng nên là vào bầu nên là em đã bỏ ni lông. Đây thì em sẽ cho các bác quay cho các bác xem cái dàn mà vẫn còn trong ni lông để các bác có thể là hình dung rõ hơn về cây hoa trà này. Đó, thì đây mời các bác cùng đi ra góc này. Đó, ra góc này để vào cái khu vực vẫn còn căng ni lông. Đây, cái dàn này là dàn đã bỏ ni lông, đây là chưa, vẫn căng ni lông, mọi người nhìn thấy là đấy, em vẫn căng ni lông. Căng ni lông để mục đích đó là tạo độ ẩm cho cây. Được rồi, đấy. Sau khi sử dụng xong thì thường thường nhà em sẽ che lại để tránh gió vào và tránh mất nước cho cây. Cây ở trong này thì đảm bảo được giữ được độ ẩm các bác nhá. Đấy, sau khi có hệ thống nước vào và sau khi mà dâm thành công thì nhà em sẽ cho ra nhổ lên. Nhổ lên và cho ra để trồng vào bầu thì khi nhổ lên cát thì dễ rất là khỏe đẹp như này. Và xong đó thì sau khi cây thì đây là một số cái cây giống của cây bạch và cây hồng phấn cổ. Đây, sau đây thì mời các bác ra vườn làm bầu. Đây là em sẽ cho công nhân làm vào bầu như này, các bà sẽ vào bầu. Vào bầu này là sẽ đất sẽ trộn với phân và trộn với chấu, xong rồi đặt cây và trồng vào. Đặt cây và trồng vào xong rồi xếp vào giá. Thì chỉ tầm cây rất là khỏe rồi, chỉ tầm 10 ngày là cây sẽ ổn định trở lại. Đấy, ổn định trở lại và cây sẽ khỏe như bình thường. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cây vào chậu rất là đơn giản. Đấy, đấy là phương pháp toàn bộ là các quá trình nhân hom từ cắt cây mẹ xuống và ra đến bầu là trải qua quá trình công đoạn khoảng tầm 4 tháng. Trên đây là toàn bộ quá trình dâm hom của cây trà của vườn lan Tam Đảo, vườn trà Tam Đảo. Thì mong mọi người có thể ủng hộ trong thời gian sắp tới. Mọi người đi qua video thì cho em xin một nút đăng ký kênh, em sẽ chia sẻ nhiều mặt hoa con giống cho mọi người, chia sẻ cho mọi người những cây hoa chuẩn và chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm trồng và chăm sóc cũng như là nhân giống cây trà.